phát huy cái tài nguyên bản địa ở địa phương phục vụ cho cái việc sản xuất kinh doanh của các bạn lại là một cái lợi thế. Làm nông nghiệp theo cách ban nguyên nhưng chuẩn hóa và bài bản hơn. Vừa dễ làm vừa dễ hiểu mà lại không tốn tiền cơ. Mà các con, các em của mình nó không còn phải sợ khi đi vệ sinh rồi. Kết nối khoa học và thực tiễn. Có nghĩa là không bao giờ mình phải mua thuốc. Tôi đánh giá rất cao cái giải pháp đó là sử dụng vi sinh bản địa để khôi phục hệ sinh thái. Cùng sống xanh tạo sinh kế từ tài nguyên bản địa và bảo vệ môi trường. Sinh ba người con nhưng không có điều kiện chăm sóc sức khỏe kỹ lưỡng sau sinh, chị Bùi Thị Thủy ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai mắc chứng lạnh người, cơ thể yếu dần và luôn bị lạnh. Cùng thời điểm đó, nhà chị Thủy có nhiều cây lá lốt nhưng đem bán thì người mua chỉ cần lá, thấy thân cây và rễ rất nhiều và có mùi thơm dễ chịu mà bỏ đi thì phí, nên chị Thủy đã tìm hiểu khắp nơi, từ xem trên mạng, tham vấn chuyên gia đến hỏi thăm các vị bô lão trong làng, học hỏi bạn bè thì chị Thủy tìm được một giải pháp vô cùng đơn giản từ cây lá lốt có thể giúp chị Thủy chữa được chứng lạnh người mà ngay cả các con của chị cũng khỏe mạnh không ốm vặt. Khi mà mình sinh bé thứ nhất xong á là mình bị đi mổ ruột thừa là mình cũng không có kiêng được này. Bé thứ hai thì mới có 15 ngày thì bé bị ốm. Rồi cũng đi bệnh viện là không có kiêng cự gì được hết rồi. Sau đó là bé thứ ba thì lúc đó là sinh con rạ rồi thì cũng do con đông nheo nhóc rồi mình cũng không có thời gian để mà chăm sức khỏe của mình nên là cơ thể lúc đó yếu dần. Cái biểu hiện yếu đó là người lạnh. Cứ đến chiều tối á là lúc nào ngủ cũng vậy là phải mặc áo dài tay. Chiều chiều đến là bắt đầu lạnh người mà nó rất là yếu so với thời trẻ. Hồi đó là nhà thì thích làm thịt cuốn lá lốt á. Với lại ở đây là nhiều cái lòng hồ á. Thì cá cơm rất là nhiều. Hay ra mua cá cơm về băm ra để mà cuốn với lá lốt. Thì trong lá lốt khi mà ăn vào á, trong dân gian nói là nó sẽ có nhiều canxi rất là tốt. Đi ra hàng xóm xin á thì lười. Nên là xin rồi nhổ luôn cây rồi về trồng luôn thì nó lan ra rất là nhiều. Lá lốt là không cần phải chăm bón gì cả. Mùa nắng thì lá nó rụng xuống và cái rễ nó cứ âm thầm ở dưới đất và nó lan ra. Mình thấy rằng là trời ơi, cái vườn của mình lá lốt nó mọc lên như vậy là nó lấn át được cỏ luôn. Thấy mấy bà bán thịt cuốn lá lốt ở ngoài á thì mình ra đấy mình hỏi là cô ơi, cô có mua lá lốt không? Thì cô nói là lá lốt nhà tốt không? Lá to không? Bảo to lắm. Thế là bắt đầu mới hái ra bán thì 10.000 một ký mà cắt cái phần lá thôi. Thì mình mới bảo là ủa cái cuống này thì mình bỏ đi thì nó cũng phí. Tại vì cái rễ của nó nhiều lắm mà thơm lắm, mình nhổ ra thì nó thơm cực. Xong rồi mình mới tìm hiểu, mình thấy là một bạn là ở ngoài Bắc á, bạn nói là Khánh Duyên thì bạn ấy làm lá lốt ngâm chân. Thì mình cũng bắt đầu mình mới đi, mình thấy là bạn này làm lá lốt, nhà mình cũng nhiều lá lốt. Thì khi đó là mình bắt đầu mình mới tìm hiểu, mình mới hỏi các cô, các chú rồi hỏi những cái người mà lớn tuổi ở xóm đấy. Thì mọi người có chỉ rồi sau đó mình kết hợp thêm thì mình ngâm thì mình thấy hiệu quả. Mấy đứa trẻ ra mồ hôi tay chân á, thì khi mà ngâm á, thì nó sẽ hết. Đấy là cái bài thuốc dân gian của ông bà xưa dạy như vậy á. Mình thì mình không có bị ra mồ hôi trộm, là em gái mình ngâm. Chỉ là làm ở trong nhà thôi rồi xong rồi mình thấy là càng ngày nó càng lan ra nhiều như vậy. Nếu mà mình tận dụng, mình chế biến nó mà mình làm một cái sản phẩm mà nó tốt như vậy thì mình cứ làm để mà đầu tiên là mình tặng. Sau đó là mình có ai cần thì mình kiếm thêm. Hồi đó là chỉ là lá lốt, cả rễ rửa sạch với lại gừng, với lại hương nhu, với ngải cứu là xong rồi bắt đầu phơi xong rồi đem xay. Với lại muối hạt rang xong rồi xay lên. Rồi xong rồi bắt đầu là mình bỏ bột để mà mình dùng thôi. Nhưng mà sau này biết được lên men á, thì mình làm lên men. Do là đầu tiên là mình cũng thấy rằng là cái này nó nhiều này. Mình tận dụng nó này, mình làm này, thì mình ngâm chân thì thấy là tối đi ngủ là thấy ngủ ngon hơn á. Và hạn chế bị ốm vặt. Với lại đặc biệt là con mấy đứa nhỏ mà cứ khoảng một tuần hai lần thì mình ngâm như vậy á, thì trẻ con nhà mình trộm vía là không bị ốm vặt và tụi nó rất thích ngâm. Đặc biệt là nhà có tình nguyện viên á, thì ngâm một chùm là 4-5 người vậy đó. Ngồi ngâm ra ngoài nghe nhạc thì cũng cảm thấy thư giãn. Và các bạn nói rằng là khi mà ngâm xong á, các bạn ngủ rất là ngon, rất là thoải mái. Lá lốt mà làm ngâm như vậy thì sẽ có một số khách họ không có thời gian để mà họ làm á, hoặc là ở Sài Gòn không có lá lốt thì họ mua về để họ tặng bố mẹ, để giúp bố mẹ là mỗi buổi tối ngâm xong thì ngủ ngon hơn. Thực ra là làm cái này thì nó cũng dễ chứ không có khó khăn gì hết á, người nào cũng có thể làm được. Đơn giản là nhà mình chỉ có lá lốt với gừng với muối thôi, đã có thể là ra hái rửa sạch rồi xong rồi mình đập vào là nấu nước là mình ngâm rồi. Tuy nhiên là mình làm một lần mình để mình sử dụng cả mấy tháng luôn á, thì mình rửa sạch xong mình phơi lên rồi mình sẽ
xay nhỏ hoặc là mình cắt khúc ra xong rồi mình để vào hũ rồi mình nấu nước rồi mình ngâm dần. Còn nếu mà mình muốn tăng cái tác dụng của nó lên, tăng cái dược tính của nó nhiều hơn thì mình lên men thôi. Lên men là một cái biện pháp mà là nó tốt nhất. Ngày trước á, khi mà mình lên men một thời gian mà mình để mà nó hơi ẩm chút xíu thì nó sẽ bị mốc. Khi mà mình cho một lượng muối nhất định á, mình lên men xong rồi mình phơi trong môi trường bóng râm á, có cái độ ánh sáng nhưng mà hạn chế nắng trực tiếp chiếu á, thì khi mà khô hết rồi á, xay nhuyễn nó ra hoặc là mình để khô hoàn toàn sau đó mình bỏ vào trong hũ mình dùng dần thì nó không còn tình trạng nữa. Tại vì mình làm muối mà, muối là một cái loại chất bảo quản mà nó hạn chế cái việc là lên men thành nấm mốc. Thực ra thảo dược xung quanh mình nhiều, mà đối với mình ấy thì từ cái việc trồng cho tới cái việc mà mình ra vườn mình hái những cái cây mà mình trồng ở xung quanh nhà mình ấy thì cái mùi nó rất là thơm, nó rất là dễ chịu. Trong cây cỏ của mình nó chứa rất là nhiều loại mà nó tăng sức đề kháng cho mình, nhiều loại thảo dược mà giúp cho cơ thể mình khỏe hơn, tốt hơn và chi phí nó rất là rẻ. Cây cỏ thì nó sẽ mọc rất là dễ dàng, ví dụ như lá lốt đầy ra vứt trong một lần là mình có thể thu hoài mà mình không cần phải mua ở bên ngoài. Bản chất của cây cỏ nó ở xung quanh mình, rất là dễ dàng để mình chế biến nó, dễ dàng để mà mình tận dụng nó, mình không có phải đắt đỏ gì hết. Và cái bản thân của thảo dược thì nó mỗi loại nó đều có một cái công dụng khác nhau. Ví dụ như đối với những bạn nào mà cái mùi hôi chân thì nó cũng giảm được mùi hôi chân rất là tốt. Và đặc biệt là ví dụ như trong cái bàn chân của mình ấy, cái gan bàn chân là người ta ví được là như là cái trái tim thứ hai của mình vậy đó. Thì những cái mạch máu ở dưới bàn chân á, khi mà mình ngâm ở cái nhiệt độ ấm nhất định á, thì nó sẽ làm lưu thông khí huyết và giúp cho cái cơ thể của mình lưu thông khí huyết tốt hơn và giúp cho mình ngủ ngon hơn. Ngày trước mình lạnh đến nỗi mà mình không ra mồ hôi luôn. Thời tiết cho dù nóng cỡ nào, nắng cỡ nào nó cực kỳ khó ra mồ hôi. Và khi mà mình kết hợp mình uống trà, mình ngâm chân rồi mình uống nước ấm, không có ăn đồ lạnh thì sau 6 tháng là nó có hiệu quả rõ rệt luôn, là cơ thể của mình bắt đầu ấm lại, là bắt đầu ra mồ hôi khi mà gặp thời tiết nắng nóng. Là biết nóng, là ví dụ như đi ra ngoài, là ví dụ như đi vào một cái phòng là mình biết là trời ơi sao hôm nay nóng vậy. Còn hồi trước mà là ngồi máy lạnh là không ngồi được luôn, ngồi máy lạnh là co ro như vậy này, đi tới nơi lạnh là chịu không được. Thì sau khoảng tầm 6 tháng là mình có kết quả rõ rệt, là mình cơ thể của mình nó từ từ phục hồi lại. Thành phần ở trong lá lốt nó sẽ có cái tác dụng là hạn chế cái việc mà ra mồ hôi tay chân nè. Thì nó sẽ có rất là nhiều dược tính, thì mình sẽ kết hợp với hương nhu là một loại mà giúp cho cái kích thích cái mạch máu lưu thông tốt hơn. Gừng nó làm ấm cơ thể, đại cứu nó sẽ giúp cho hạn chế đau mỏi xương khớp, quế nó sẽ làm nóng cái lòng bàn chân của mình. Thì chính vì vậy thì nó sẽ có nhiều cách, ví dụ như mình cũng có thể đưa tinh dầu hương nhu. Nhưng mà đối với mình thì mình sẽ tận dụng những cái cây cỏ xung quanh nhà, nên là mình sẽ đưa lá hương nhu vô. Cái việc mình sống ở nông thôn đó là một cái lợi thế, mình có đất, mình có vườn. Và mấy cái thảo dược á, trời phú mà nó sống rất là bền bỉ. Ví dụ như hương nhu á, không khác gì cỏ dại cả. Khi mà một cái hương nhu mình trồng lên thì nó sẽ tự phát triển, sau rồi nó hạt nó rơi xuống nó lại mọc mầm nó lên. Mỗi loại mình trồng một ít thôi. Thường thì mọi người sẽ nghĩ là đau ốm sẽ mua thuốc về mình uống cho nó tiện. Nhưng mà khi chúng ta có một cái vườn thảo mộc như vậy, mình ra mình hái một ít hương nhu, một ít vỏ bưởi, một ít ngải cứu, rồi một ít lá chanh để mình xông á, thì khi mà mình xông như vậy cảm giác là mình nó khỏe rất là nhiều. Thì cái việc là mình làm tận dụng từ thảo mộc để chăm sóc sức khỏe của mình chủ động á, thì nó sẽ tạo cho mình một cái sức khỏe của mình nó bền vững, nó dẻo dai hơn, nó khỏe hơn. Ví dụ như là lá trầu đi, trong cái trầu nó có rất là nhiều công dụng. Ví dụ như là mình súc miệng này, mình rửa người này, mình tắm này, mình xông này. Hồi trước là mình đau mắt đi, mình xông bằng lá trầu thì nó cũng rất là ổn. Rồi mình bị ốm này, mình cũng xông bằng lá trầu. Trong cái lá trầu nó khá là nhiều cái công dụng. Mỗi nhà trồng một dây lá trầu thì nó sẽ trầu ngâm chân, trầu để hạn chế bị răng miệng, trầu giảm hôi miệng, rồi trầu súc miệng, rồi lá trầu gội đầu. Đó, nó sẽ rất là nhiều công dụng để mà mình phục vụ cho cuộc sống của mình. Đối với những người mà có vấn đề về tiểu đường hay là có những vấn đề mà vết thương hở thì mình sẽ không nên ngâm. Tại vì khi mà mình ngâm như vậy thì mình phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Khi mà mình ngâm chân thì nó sẽ giúp cho trẻ em hạn chế bị ốm vặt rất là nhiều. Cái nhất là các chị nhá, đi giày cao gót về suốt một ngày mình làm việc, mình ngâm chân ở trong cái chậu nóng á, chỉ cần một vài cái lá thảo dược ở trong đó thôi, một vài lát gừng thôi là đã giúp cơ thể của mình khỏe rất là nhiều rồi.
ngủ ngon rất là nhiều và giúp đỡ cái trị liệu tinh thần. Cái mùi hương trong thảo dược nó sẽ giúp cho tinh thần khỏe mạnh hơn và giúp cho cái giấc ngủ của mình ngon hơn, hạn chế bệnh tật. Bạn lại sinh nở lần thứ 3 và cái việc mà khí huyết kém là chuyện đương nhiên. Và khi khí huyết kém thì sự nuôi dưỡng các tạng phủ cũng sẽ bị kém theo. Và đặc biệt là đối với vấn đề khí, về vấn đề tạng thận và tạng tỳ, cái khí huyết nó kém thì đều làm cho cái sự người mệt mỏi, ớn lạnh và chân tay cũng lạnh. Phương pháp ngâm chân cũng là một cái phương pháp tích cực của phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền. Bàn chân của mỗi con người nó đều hội tụ phải đến 70-80 huyệt vị tại lòng bàn chân. Và cũng có 6 kinh lạc đã xuất phát và tận cùng tại bàn chân. Nên phải nói bàn chân là một trái tim thứ hai của con người. Nếu được tác động vào đó thì khí huyết sẽ được lưu thông để có thể giúp cho vấn đề các tạng phủ trong cơ thể, từ tim, gan, thận, phổi, ngoài da, tất cả các cơ quan, não bộ đều được lưu thông khí huyết. Và trong đông y, nếu như mà các kinh lạc, các huyệt vị bị bế tắc, đó là vấn đề bệnh lý. Còn khi chúng ta giải quyết được vấn đề về huyệt vị, về vấn đề kinh lạc thì hoàn toàn cơ thể sẽ được khỏe mạnh. Việc ngâm chân của bạn cũng là một phương pháp điều trị tích cực. Từ ngàn xưa, cái việc ngâm chân cũng đã được áp dụng trong y học cổ truyền rất là nhiều đời và hiện tại thì vẫn được ứng dụng rộng rãi trong phương pháp điều trị của đông y. Với các cái nguyên liệu mà bạn dùng, đó là lá lốt, gừng, một số các cái dược liệu như vậy bằng ủ men rượu. Đó là một cái phương pháp rất là tuyệt vời, rất là sáng tạo, đã ứng dụng về công nghệ để đưa các vị thuốc y học cổ truyền đạt đến một đỉnh cao. Bác sĩ Phương cũng đã từng cùng với đồng nghiệp của mình cũng đã lên men một số các cái dược liệu để ứng dụng vào trong những cái bài thuốc thì thấy cái hiệu quả nó đạt rất cao. Nhờ các cái vi khuẩn, lợi khuẩn đã giúp cho cái hoạt chất có cái cơ hội, có cái điều kiện để có thể thấm sâu vào trong các cái huyệt vị để tác động đến kinh lạc một cách rất là tuyệt đối. Từ ngàn xưa thì ai cũng đã biết dùng lá lốt tại cộng đồng. Cái cây lá lốt, rễ lá lốt, lá lá lốt đều có thể ứng dụng trong vấn đề điều trị rất là tốt. Và bạn đã dùng cái dược liệu này để sử dụng trong vấn đề thuốc ngâm chân. Cái hiệu quả nó đạt được như bạn là chuyện đương nhiên ạ. Cơ thể của bạn đã ấm lại và bạn đã thấy người khỏe mạnh hơn, không mệt mỏi, ăn ngủ tốt hơn và sức khỏe được hồi phục. Đó là cái sự lưu thông khí huyết của bạn đã rất là tốt rồi. Đây cũng là một cái phương pháp điều trị mà bác sĩ Phương cũng muốn lan tỏa đến cộng đồng. Ai cũng có thể biết được phương pháp ngâm chân là một phương pháp điều trị rất tích cực. Nếu như chúng ta biết lợi thế của vấn đề lên men của một số dược liệu thì đó lại là một bước tiến mà để cho các cái hoạt chất trong các cái dược liệu nó có thể chuyển hóa và có thể hấp thu vào trong cơ thể một cách tốt nhất. Bác sĩ Phương cũng khuyến cáo ai cũng có thể ngâm chân được vào buổi tối để cho khí huyết của mình được lưu thông và để bảo vệ sức khỏe của mình và cũng góp phần vào vấn đề điều trị và điều trị dự phòng được rất nhiều mặt bệnh. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để làm muối ngâm chân. Nguyên liệu gồm có là một nắm lá lốt khoảng nửa ký, một củ gừng, sau đó là một nắm nhỏ hương nhu và một nắm ngải cứu, một nắm lá trầu hai lạng, 3 muỗng cà phê bột quế, 2 muỗng muối, có 2 muỗng men rượu. Cách làm như sau, bây giờ mình sẽ cắt cây lá lốt vào. Mình sẽ cắt hương nhu. Sau đó là mình sẽ cắt ngải cứu. Mình cắt lá trầu lại, giã gừng. Sau mình giã cái hỗn hợp lá này ha. Cho 3 muỗng men rượu vào trong cái hỗn hợp này ha. Cho 3 muỗng bột quế, trộn đều cái hỗn hợp này lên. Ủ cái hỗn hợp này trong vòng 48 tiếng, đem ra phơi trong cái bóng mát. Bây giờ thì mình đã có một cái bia thảo dược lên men để ngâm chân như thế này. Sau khi mình phơi xong á, khô hết toàn bộ rồi, sau đó là mình trộn với muối, bỏ vào hũ để mình dùng dần được rồi. Mỗi lần mà mình dùng á thì mình sẽ bốc một nhúm pha với lại nước 60 độ. Sau đó là mình ngâm 1 đến 2 lần trong một tuần. Cái công thức này thì vô cùng là dễ dàng. Chúc tất cả các anh chị và các bạn thành công. Sống xanh trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, địa chỉ 62 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
trọng cảm ơn sự đồng hành của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh.